Và trọng tài Nguyễn Văn Chôm đã thổi còi cho bắt đầu cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng loại. Và thoát đi đến từ Cao Hoàng Tú, đưa bóng vào, rất trống trái. Một không dành cho Đồng Nai. Và phối hợp quá tuyệt vời đến từ đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng. Và lần này thì lại là Cao Quốc Khánh với một tình huống mà số 10 đã thoát xuống ở cánh phải và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Thêm một đường chuyền dài nữa, gáp lực vẫn là Cao Quốc Khánh. Cướp bóng hay, cơ đối mặt đây rồi, nhưng lại không có bàn thắng nhân đôi dành cho Đồng Nai. Những sai lầm liên tiếp, rõ ràng là đặt niềm tin vào hàng phòng ngự quá trẻ trung. Treo bóng, vẫn tiếp tục là số 26 Gia Huy. Đá ngay, tuyệt vời. Nhưng trọng tài xác định đã có lỗi việt vị. Chưa hiểu là lỗi việt vị ở đâu. Trọng tài Nguyễn Văn Chôm sẽ có những trao đổi với trợ lý của mình. Quả treo bóng vào, đánh đâu, pha bật lên khá thoải mái của cầu thủ bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là quả tạt bóng, đánh đâu, 2-0 dành cho Đồng Nai. Và đó là một tình huống với phạt góc quá chất lượng đến từ đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng. Mặt thể lực đến từ một cầu thủ xuất phát ở băng ghế dự bị trong khoảng nửa sau. Quỳ phải, sai lầm, sai lầm suýt chút nữa đã phải trả giá. Đây là cơ hội rất trống trải dành cho Cao Quốc Khánh. Đối mặt không thể vượt qua được thủ thành đối phương. Thủ thành Nguyễn Sơn Hải đang tỏ ra khá đau. Bắt vô lê, không vào. Một siêu phẩm đã bị xà ngang chối từ. Và như vậy là trọng tài Nguyễn Văn Chôm đã thổi còi khép lại cuộc đối đầu giữa Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Số chung cuộc là 2-0 dành cho đội chủ nhà với các bàn thắng của Hoàng Huy ở phút thứ 10 và pha lập công trong hiệp thi đấu thứ hai của đội trưởng Bùi Ngọc Thịnh.